tu phước và tiếc phước. Người xưa có một câu nói rất hay, lộc tận nhân vong. Lộc là gì vậy? Là phước báo. Ví dụ tuổi thọ của bạn rất dài, khoảng 80 đến 90 tuổi. Phước báo có trong 80 đến 90 tuổi của bạn, nhưng bạn không biết tiết phước, đến 50 đến 60 tuổi đã hưởng phước hết rồi. Khi hưởng hết rồi thì tuổi thọ tuy còn nhưng cũng phải chết, vì phước không còn nữa. Từ đó cho thấy tiết phước rất quan trọng. Người biết tiết phước, tuy tuổi thọ đến rồi nhưng phước chưa hưởng hết thì họ sẽ không chết, tuổi thọ của họ tự nhiên kéo dài. Tại sao vậy? Vì phước chưa hưởng hết, họ còn có phước dư. Chúng ta thường nói thêm phước thêm thọ. Thêm phước có hai phương pháp, một là tự mình biết tu phước, hai là tự mình biết tiết phước. Vừa biết tu phước vừa biết tiết phước thì tuổi thọ của họ đương nhiên sẽ kéo dài. Đây là đạo lý nhất định. Hãy tin sâu nhân quả. Chúng ta cũng nhìn thấy có rất nhiều đại gia xí nghiệp, họ đích thật là đã phát tài một thời. Thế nhưng không bao lâu thì nghe nói họ đã vỡ nợ, họ đã phá sản và đến cuối cùng là biệt vô tâm tích. Đây là vì sao? Tại vì họ đã hưởng hết phước báo. Vì sao phước báo của họ lại tiêu hết nhanh chóng vậy? Bởi vì trong lúc hưởng thụ phước báo, họ đã lơ là không chịu tu phước, không tiếp tục rộng kết thiện duyên với chúng sanh. Tại vì sao họ không chịu tu phước? Đó là vì họ không tin vào nhân quả, cứ luôn cho rằng nhân quả sẽ không bao giờ xảy đến với họ. Đây thì thật là đáng tiếc. Cho nên, bất luận là quý vị làm ngành nghề nào, nếu muốn cho sự nghiệp của chính mình phát đạt thì cần phải tu phước. Nếu không chịu tu phước mà muốn làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến thì rất khó. Vậy tu phước là tu những gì? Chính là rộng kết thiện duyên với tất cả mọi người. Chỉ khi nào quý vị kết được cái thiện duyên này với mọi người thì mới được mọi người tôn trọng, được mọi người ủng hộ, thì mới có thể không bại không suy. Vậy phải làm sao để rộng kết thiện duyên với tất cả chúng sanh? Chúng ta thường thấy có những nhà hảo tâm, mỗi khi nơi nào đó xảy ra thiên tai lũ lụt, họ thường đem thức ăn, vật dụng cần thiết đến những nơi này để cứu tế cho mọi người. Hoặc họ tìm đến các bệnh viện để nấu cháo, nấu thức ăn để phân phát cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Hoặc mỗi khi nhà chùa có tổ chức pháp hội, họ vào chùa để phụ giúp nấu thức ăn cho mọi người. Hoặc quét dọn sân chùa nhằm làm cho cảnh già lam thêm phần sạch sẽ trang nghiêm, khiến cho tất cả mọi người khi đến chùa đều cảm thấy thật thoải mái, thật vui vẻ. Hoặc họ quyên góp xây cầu, đắp lộ, đào giếng, xây nhà tình thương. Hoặc khi gặp những người nghèo khó, những người hoạn nạn cần giúp đỡ, họ luôn mở rộng tấm lòng của mình để giúp đỡ mọi người. Trong việc tu phước, luôn đề xướng, rắp lòng tốt, làm việc tốt, nói lời tốt và làm người tốt. Nếu như quý vị hội đủ những yếu tố này, thì nhất định phước báo mà quý vị tu được đó sẽ vô cùng thù thắng. Thiện duyên mà quý vị rộng kết với chúng sanh đó sẽ càng kết càng thù thắng.